tôi cần ba mẹ hiểu tôi hơn. Sẽ luôn có một bên muốn mình đúng, bên kia sai. Chưa nói xong thì bên kia đã ngắt lời. Các bạn nên trân trọng và đầu tư vào mối quan hệ giữa mình và gia đình càng sớm càng tốt. Khi mà mình xem ba mẹ mình, bố mẹ mình và như là những người mà họ đầu tư, họ đầu tư với tình yêu thương và họ đầu tư vì họ muốn một tương lai của mình sáng rạng. Khi mình nhìn được cái góc nhìn rất là lý trí đó thì mình có thể dung hòa với tình cảm để cùng với họ ra cái quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người. Có những bạn thì thích rất nhiều, có khả năng và cũng muốn thử nhiều lĩnh vực. Trong khi đó thì cha mẹ lại chỉ muốn con cái có một cuộc sống ổn định, an cư lạc nghiệp. Thế nên ba mẹ sẽ khuyên là hãy chọn một cái ngành nghề nào dễ nhất và ổn định nhất để đào sâu và phát triển đúng ngành nghề đấy. Thì không biết là trong những trường hợp này thì các bạn nên làm gì ạ? Thực ra khi Phoenix về làm việc tại Việt Nam từ 2009 cho đến bây giờ thì mình thấy là càng ngày cha mẹ càng lắng nghe, hiểu và đồng hành với con trong hướng nghiệp nha, mình không nói những mặt khác, tốt hơn với đối tượng mà Phoenix đã được gặp từ 2009 đến bây giờ thì mình thấy có sự thay đổi rất nhiều. Và thậm chí là mình thấy mình có đùa với cha mẹ là các anh chị bây giờ sợ con lắm nha là cha mẹ cười, tức là sợ đây không phải là sợ mà là chịu khó lắng nghe hơn. Con có bực bội, con có chia sẻ thì cũng thôi, trời không chịu đất thì đất cũng chịu trời, cha mẹ hay đùa vậy. Nhưng mà rõ ràng là có sự lắng nghe và chia sẻ. Thật ra cái điều rất là quan trọng ở đây ấy, là nên có sự đối thoại giữa hai thế hệ. Và đối thoại nó không bao giờ là dễ dàng. Khi đối thoại thì sẽ luôn có một bên muốn mình đúng, bên kia sai. Khi đối thoại thì sẽ có bên chưa nói xong thì bên kia đã ngắt lời. Khi đối thoại thì sẽ có bên luôn cảm thấy người đối diện không hiểu được mình. Mà đừng để điều đó ngừng cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại nó phải xảy ra nhiều. Và lần đầu nó không được thì lần hai cũng không được, thì lần ba, lần bốn, lần năm sẽ được. Tức là cả các bạn cũng phải chủ động trong việc là tôi cần ba mẹ hiểu tôi hơn. Các bạn cũng phải chủ động để đầu tư vào mối quan hệ với ba mẹ. Tại vì thật ra nếu mà nhìn lại thì ba mẹ có khác gì ngân hàng đâu, đúng không? Ba mẹ đâu có khác gì người đầu tư cho mình đâu. Thì như hồi đó Phoenix đi học, ba mẹ Phoenix đâu có can thiệp, tại Phoenix mượn tiền chính phủ hết. Và Phoenix phải báo cáo với cái ngân hàng cho mình mượn tiền là mình học cái gì, mình học mỗi học kỳ điểm ra sao, vân vân. Để không có bị, để tiếp tục được mượn tiền học tiếp mà, đúng không? Thì ba mẹ mình cũng vậy. Họ có quyền biết về sự đầu tư của họ, về thời gian và tiền bạc trong đường ngắn và đường dài. Nó có lợi không phải cho ba mẹ mà có lợi cho người con của mình hay không mà. Quay lại câu hỏi của Kara là một câu hỏi rất hay. Thì Phoenix nghĩ phần lớn thế hệ con nên hiểu là thế hệ của cha mẹ mình đã sinh ra và lớn lên trong bối cảnh lịch sử, kinh tế và văn hóa xã hội như thế nào. Đúng không? Nếu như bố mẹ mình lớn lên trong thời kỳ trước khi đổi mới, trước năm 1985, thì lúc đó sự ổn định là điều quan trọng nhất. Có được một công việc trong chính phủ, có được một công việc trong hợp tác xã ăn uống là nơi tốt nhất. Tại vì gia đình tôi sẽ được đảm bảo là có lương thu nhập của tôi hàng tháng cho tôi ăn, cho con tôi ăn học. Nếu như ba mẹ bạn lớn lên và trưởng thành trong thời kỳ sau 1990 khi mà Việt Nam mở cửa và đầu tư của các nước từ các châu về Việt Nam và tiếng Anh lên ngôi, thì các bạn sẽ thấy là ba mẹ của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi con học tiếng Anh đi, con học quốc tế nè, vân vân và vân vân. Thì trước khi mà mình muốn ba mẹ hiểu mình nên hiểu là ba mẹ mình đã lớn lên và trưởng thành trong bối cảnh như thế nào. Và nó không hề màu hồng đâu nha. Nên đọc những cái cuốn sách từ ngày xưa để biết rằng thời đó khó khăn về tài chính như thế nào, công việc khó tìm ra sao. Và khi mà mình hiểu được cha mẹ mình rồi thì mình mới bắt đầu giúp cho cha mẹ hiểu về thế hệ của mình. Thế hệ của mình là thế hệ YouTuber, TikToker,
thế hệ của mình là thế hệ giao hàng Tiki trong 2 tiếng, thế hệ của mình là thế hệ mà ngành học nó không còn đếm trên đầu ngón tay và ngón chân, mà nó cả chục cả trăm ngành có thể học. Thế hệ của mình là thế hệ mà một công việc này mất đi thì một công việc khác xuất hiện. Thế hệ của mình là thế hệ mà mình có thể thích một lúc 3-4 ngành và có thể làm một lúc 3-4 công việc. Thì khi mà ba mẹ hiểu rằng thế hệ của con mình nó không giống như thế hệ mình, và thị trường lao động mà thời con mình đang sống không giống với thời mình, bây giờ không cần chỉ có tiếng Anh đâu, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, vân vân, rất nhiều thứ tiếng trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương đang lên ngôi, thì cha mẹ sẽ hiểu, à, thì ra cái góc nhìn của mình nó không còn chính xác nữa đâu. Và đó là tại sao mình phải có đối thoại, đó là tại sao mình nên gửi cho ba mẹ coi những phim mình đang coi, đó là tại sao mình nên đi coi phim với những phim ba mẹ xem để mình biết nó chán nhưng mà nó có ý nghĩa. Thì Phoenix nghĩ rằng là các bạn nên trân trọng và đầu tư vào mối quan hệ giữa mình và gia đình càng sớm càng tốt. Và các bạn hãy trân trọng và đối xử một cách chuyên nghiệp với số tiền ba mẹ để ra và đầu tư cho mình. Ở đây mình không tính toán theo kiểu ngân hàng lãi suất như thế nào, nhưng mà mình nên trân trọng và mình nên đòi hỏi một con số rất rõ ràng. Đừng ngại, ba mẹ ơi, ba mẹ sẽ đầu tư cho con, anh hai nè, bao nhiêu triệu để học trong 4 năm. Ba mẹ sẽ cho con ở trong nhà đến năm con bao nhiêu tuổi. Ba mẹ ơi, con là con út nè, anh chị con đi học xong rồi còn tiền để đầu tư cho con. Đừng ngại nói về con số, con cần biết con số đó để con lên kế hoạch con sẽ học ở những trường nào, và ngoài việc học chính quy con có được học những chương trình ra sao. Thì khi chúng ta cho ba mẹ thấy chúng ta đã có sự tìm hiểu không những về nội dung ngành học, về nghề nghiệp mà còn về đầu tư, thì ba mẹ sẽ đối xử với mình rất là khác. Và câu chuyện này nó không chỉ ở thành thị đâu các bạn, nó có thể ở nông thôn, nó có thể ở những nơi khó khăn. Vậy thì trong lúc tôi muốn đi học như thế nào, ngoài việc là gia đình tôi không đầu tư được cho tôi về tài chính, có những quỹ học bổng nào hay không? Trong Việt Nam có rất nhiều quỹ học bổng vượt khó, thì tôi có thể đầu quân vào, tôi có thể nộp đơn để lấy học bổng hay không, vân vân. Thì tất cả những câu chuyện đó nó quay về tôi phải là người tự chủ và tôi phải là người chủ động trong hành trình này. Và một bài học trong hành trình này, bài học cực kỳ nhân văn, đấy là mình hãy thử đặt vị trí của mình gần hơn với bố mẹ để tạo nên một sự kết nối sâu sắc hơn, thay vì là mình sẽ bị kẹt trong cái bong bóng của cảm xúc của sự thất vọng, sự khó chịu khi mà mình không được chọn một cái ngành hay là mình không được làm việc mà mình ưng ý. Dạ vâng. Khi mà mình xem ba mẹ mình, bố mẹ mình và như là những người mà họ đầu tư, họ đầu tư với tình yêu thương và họ đầu tư vì họ muốn một tương lai của mình sáng rạng. Khi mình nhìn được cái góc nhìn rất là lý trí đó thì mình có thể dung hòa với tình cảm để cùng với họ ra cái quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người. Cảm ơn câu trả lời của chị.